Xin chào mọi người ha. Hôm nay em quay cho anh chị xem về ra chậu ở bên team của em nha mọi người. Hôm nay là cũng đã là mùng 7 tháng 11 âm lịch. Ở đây cũng đã ra chậu được một số rồi nè. Đây mọi người ha. Đây mấy cô chuẩn bị ra chậu nè. Này của đồng vàng nha. C11 5 cây nha mọi người. Gì nóng vậy bà Linh? Đồng vàng nha mọi người. Này là chậu một số rồi nha. Để mời mọi người xem. Kia mấy cô đang ra chậu C11A. Đây, em quay cho anh chị xem ha. Thì bên em cũng còn dạng thọ con nha anh chị ha. Ngay ấp Bình Lạc rồi công Tây Tiền Giang. Đây ngay cổng chào luôn. Vườn ngay cổng chào luôn nha anh chị.